Quý vị và các bạn, trước cái thực trạng vi phạm bản quyền tác giả ở trên không gian mạng cùng với sự lên tiếng của những nghệ sĩ, những người trong cuộc và dư luận, trong ngày hôm qua ngày 9 tháng 11 thì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tổ chức một buổi gặp gỡ với báo chí, truyền thông và phản hồi về những vấn đề mà dư luận quan tâm. Trong đó đơn vị này cũng khẳng định là sẽ xử lý những vụ việc vi phạm quyền tác giả theo đúng quy định của pháp luật cũng như sẵn sàng đi đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ. Tại buổi gặp gỡ báo chí truyền thông và các nhạc sĩ liên quan đến việc các sản phẩm âm nhạc bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên chính kênh YouTube của tác giả, đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã đưa ra thông tin cụ thể cho từng vụ việc. Cụ thể, làm rõ các vấn đề liên quan đến đơn kiến nghị của các nhạc sĩ như Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Ngọc Khuê, nhóm M6 về việc các sản phẩm âm nhạc của họ bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên chính YouTube của tác giả. Trả lời các vấn đề liên quan đến trường hợp của tác giả Trần Thanh Tùng, Bảo Trấn, Hoàng Sông Hương về việc ký hợp đồng chuyển nhượng với BH Media. Thông tin về số lượng 76 đĩa CD bao gồm 865 bản ghi thuộc sở hữu của Hội Nhạc sĩ Việt Nam bị đánh bản quyền. Từ lâu VCMC cũng đã thụ lý nhiều cái đơn về vấn đề này. Nhưng từng bước tới giờ này đến cái coi như đã có giọt nước đã được tràn ly mà sau khi Giáng Son đã tự mình để mà xử lý vấn đề này trước về mặt cá nhân, đây là cái tài sản riêng của họ. Và bây giờ chúng tôi đấy đang từ từ đang triển khai và đang tiếp nhận một số đơn. Nhưng những cái sự việc mà liên quan đến BH Media thì cũng đã có những cái số lượng đơn nhất định để chúng ta xử lý vấn đề này. Buổi gặp gỡ với đơn vị bảo vệ quyền tác giả cũng là cơ hội để nhiều nghệ sĩ chia sẻ nhiều bất cập, những hạn chế đã và đang trở thành kẽ hở để kẻ xấu trục lợi, cướp đoạt bản quyền cũng như xâm phạm quyền lợi tác giả trên không gian số. Tư duy của chúng tôi là tư duy hình tượng. Có còn cái kiểu họp và luật pháp, tư duy này đó là tư duy logic. Hai cái tư duy nó phản bác nhau. Cho nên đối với người sáng tác chúng tôi cái hay lơ mơ chính là vì như vậy. Là quen cái tư duy hình tượng. Chứ hôm nay kinh quá, nghe các thứ này khác lừa lọc rồi thế nọ thế kia, nó làm cho mình cụt cả hứng đi. Đề nghị là cơ quan pháp luật cũng như là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là can thiệp và trả lại những cái đứa con tinh thần cũng như là cái sự sáng tạo về trí tuệ cho mọi người, nhất là đối với nói riêng trong vấn đề âm nhạc. Được biết, theo tiến trình xử lý vụ việc, ngày 10 tháng 11, VCPMC cũng sẽ trực tiếp làm việc với BH Media, đơn vị đã và đang liên quan đến nhiều tranh chấp hiện nay, với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời không ngại đối mặt với kiện tụng để đảm bảo quyền lợi cho các nhạc sĩ.